Thưa quý vị và các bạn, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên dài 19,3 km. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai việc thực hiện dự án này trên địa bàn tỉnh. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng và xác định các khu tái định cư là hai vấn đề được quan tâm sâu sắc. Dự án tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn Hưng Yên đi qua 4 huyện là Văn Giang dài 8,4 km, Khoái Châu dài 1,5 km, Yên Mỹ dài 2,6 km, Văn Lâm dài 6,8 km. Theo tiến độ Trung ương giao thì hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, tỉnh Hưng Yên phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đây là vấn đề mà đại diện các ngành địa phương rất quan tâm. Tới đây thì trong cái việc mà tổ chức thực hiện nó sẽ có rất nhiều khó khăn ở Văn Lâm. Các huyện khác mà có điều kiện giải phóng mặt bằng nó sẽ thuận lợi hơn, ví dụ đất lúa không phải tái định cư thì cái diện tích ở đấy giải phóng nó sẽ nhanh hơn. Chứ Văn Lâm mà cái phải tái định cư như thế này thì với cái tiến độ chung mà các huyện mà Văn Lâm cũng như các huyện thì chắc chắn Văn Lâm sẽ không đạt được như các huyện. Sau khi nghe ý kiến của đại diện các ngành địa phương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh có những chỉ đạo cụ thể về một số nội dung và đề xuất hướng giải quyết, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm Sở Thông Vận tải là các anh phải chủ trì phối hợp với các sở ngành và Ủy ban dân 4 huyện ấy. Anh phải xây dựng cái kế hoạch chi tiết về cái công tác giải phóng mặt bằng. Mà muốn làm được việc đó thì các anh phải khẩn trương cắm mốc. Sau đó là phối hợp với cả các sở ngành xem là bao nhiêu cái khối lượng di chuyển các cái công trình hạ tầng kỹ thuật đã điện, thông tin, mương máng, nước, cấp nước, thoát nước, vân vân. Cụ thể là bao nhiêu và như thế nào? Thế còn và cái thứ hai là khối lượng bao nhiêu đất nông nghiệp, bao nhiêu đất ở. Trong cái kế hoạch chi tiết này thì nó lại phải có cái kế hoạch thời gian. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nêu rõ hai nhiệm vụ Hưng Yên phải thực hiện. Hưng Yên thì chúng ta có hai nội dung. Không những là giải phóng mặt bằng mà tiếp tục thực hiện thêm của tỉnh, đó là đường song hành. Dự án đường song hành của chúng ta là dự kiến khoảng 1.600 tỷ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành các địa phương, đặc biệt nhấn mạnh về công tác giải phóng mặt bằng và xác định các khu đất tái định cư. Đối với các huyện thì khẩn trương nên các chi tiết giải phóng mặt bằng và chi tiết của tái định cư, tìm các vị trí để đất để tái định cư thuận lợi cho việc công tác giải phóng mặt bằng sau này. Báo cáo về tỉnh trước ngày 15 tháng 10 năm 2022 các vị trí tái định cư. Sở Tài nguyên Môi trường thì tổng hợp các kế hoạch sử dụng đất năm 2022-2023 báo cáo ủy ban tỉnh để trình hội đồng nhân dân kế hoạch thu hồi đất và hướng dẫn các huyện trong công tác giải phóng mặt bằng có thể tính đến cả phương án là hỗ trợ thi công. Đầu tiên là kiểm đếm, mà công tác kiểm đếm mà không tự nguyện thì ta bắt buộc ta áp dụng ngay các hình thức để ta xác định ngay nếu mà khó khăn thì ta hỗ trợ. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội không chỉ có ý nghĩa với vấn đề giao thông mà còn tăng cường liên kết vùng, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên.